Air China 733, contact Vientiane Control 128S03. Abacan 753, negative descent to flower 320. Những tiếng lách cách, những khẩu lệnh ngắn gọn, rõ ràng, cùng với những gương mặt tập trung cao độ. Mấy chục năm qua, mưa cũng như nắng, ngày cũng như đêm, những âm thanh đó chưa bao giờ ngưng một phút, một giây. Họ là những kiểm soát viên không lưu, đang hàng ngày, hàng giờ, điều hành hàng ngàn chuyến bay trên vùng trời Việt Nam. Thời gian gần đây, giao thông hàng không của Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Liên tục trong khoảng 10 năm vừa qua, ngành hàng không đều tăng trưởng 15-17%. Tăng trưởng nhanh đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi ngành hàng không phải liên tục nâng cao chất lượng, giám sát chặt chẽ mọi hoạt động bay và điều hành bay an toàn cho hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày trên vùng trời rộng tới gần 1,2 triệu km2, chính là trọng trách mà Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã và đang đảm nhiệm. Tiền thân là Trung tâm Quản lý Bay Dân dụng Việt Nam, được thành lập ngày 20 tháng 4 năm 1993. Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã trải qua 3 lần chuyển đổi. Năm 1998, Trung tâm Quản lý Bay được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp có thu thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích. Năm 2008, trung tâm được nâng cấp thành Tổng Công ty Bảo đảm Hoạt động Bay Việt Nam. Năm 2010, chuyển đổi thành Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con, với công ty mẹ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. Qua mỗi lần chuyển đổi, Tổng Công ty được củng cố về tổ chức và phạm vi hoạt động với quy mô mới, lớn hơn, mạnh mẽ hơn, đầy đủ năng lực để thực hiện trọng trách đảm bảo an toàn cho hàng triệu chuyến bay đi, đến và quá cảnh bầu trời Việt Nam. Cuối tháng 4 năm 1975, trước nguy cơ ngụy quyền Sài Gòn sụp đổ, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế gọi tắt là ICAO đã phân chia vùng thông báo bay Sài Gòn thành 3 vùng trách nhiệm tạm thời, giao cho 3 trung tâm kiểm soát đường dài của Thái Lan, Hồng Kông và Singapore quản lý. Phần còn lại rất nhỏ giao cho Việt Nam. Vùng thông báo bay Sài Gòn sau này được đổi tên thành vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Vùng thông báo bay gọi tắt là FIA mà mỗi quốc gia quản lý đều có giá trị chủ quyền cả trên không, trên biển và đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế. Chính vì thế, sau ngày miền Nam giải phóng, mục tiêu đấu tranh giành lại quyền quản lý, điều hành vùng thông báo bay Hồ Chí Minh đã được đặt ra. Vì cái lợi ích chung của đất nước cho nên đấu tranh cho vùng bảo vệ chủ quyền đất nước ấy, vẫn được coi là đảng nhà nước, chúng ta coi rất trọng. Và dù khó khăn đến đâu thì cũng phải dành cái nguồn lực cần thiết để mà đầu tư cho cái bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước chúng ta, kể cả vùng biển và vùng trời. Sau giải phóng, đất nước ta vô cùng khó khăn. Trang thiết bị ngành hàng không sử dụng hầu hết là chiến lợi phẩm thu được, đã hỏng hóc nhiều. Giai đoạn khó khăn ấy, một số nước trong khu vực đã có ý đồ xóa bỏ vùng trách nhiệm tạm thời, giao hẳn cho họ quản lý. Lúc bây giờ là Tổng cục Hàng không nằm trong Bộ Quốc phòng. Thì cuối năm 88, Đại tướng Lê Đức Anh mới gửi một cái văn bản cho Hội đồng Bộ trưởng, tức là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt, nói rằng là khó khăn về tài chính chưa thực hiện được. Thế thì Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt là ký ngay một cái lệnh là cho Hàng không Việt Nam giữ lại 2 năm, 88 và 89. Hai cái năm đấy, Hàng không Việt Nam mới có được là 8.900.000 đô la. Có nguồn tài chính, hàng loạt cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật được đầu tư. Hai trung tâm kiểm soát đường dài Tân Sơn Nhất và Nội Bài, hệ thống VHF đối không tầm xa truyền dẫn bằng vệ tinh, 5 tổ hợp radar giám sát hiện đại bậc nhất lúc bấy giờ.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, sự khôn khéo trong đấu tranh của ta, Hội nghị Không vận khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 3 tổ chức tại Thái Lan năm 1993 đã kết luận trách nhiệm cung cấp dịch vụ không lưu trong phần phía Nam phía Hồ Chí Minh sẽ được tiếp quản bởi Việt Nam. Lúc này, Trung tâm Quản lý bay vừa được thành lập ít ngày đã đảm nhiệm ngay việc tiếp tục đầu tư nhiều hạng mục công trình như trạm vệ tinh mặt đất, hệ thống hạ cánh tự động, radar tiếp cận và đường dài, hệ thống đèn tín hiệu đường băng, đường lăn, sân đỗ, v.v. Tháng 9 năm 1994, sau khi kiểm tra đánh giá, ICAO đã khẳng định Việt Nam đủ tiêu chuẩn nhận lại điều hành phần phía Nam vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ICAO, Chính phủ Việt Nam đã chính thức tiếp nhận quyền quản lý điều hành phần phía Nam phía Hồ Chí Minh kể từ 0 giờ giờ quốc tế ngày 8 tháng 12 năm 1994. Phát huy tinh thần sáng tạo, khéo léo và quyết tâm vượt khó, Trung tâm Quản lý bay dân dụng ngày nay là Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam đã không ngừng sáng tạo, đổi mới, thiết lập nhiều đường bay, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực, áp dụng các phương thức điều hành quản lý bay tiên tiến, đáp ứng những yêu cầu an toàn bay của ICAO, hội nhập toàn diện với cộng đồng hàng không quốc tế. Hiện nay, Việt Nam được đánh giá là một trong ba thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về hàng không dân dụng. Và chúng ta hiện nay cũng đã có những cái đường bay, ví dụ như đường bay trục Bắc Nam của chúng ta, nằm trong top 10 đường bay đông đúc nhất trên thế giới. Toàn bộ các hoạt động bay trong không phận của Việt Nam với 31 đường bay quốc nội, 36 đường bay quốc tế được điều hành bởi hai trung tâm kiểm soát đường dài, gọi tắt là ACC, Hà Nội và Hồ Chí Minh, ba trung tâm kiểm soát tiếp cận Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất và 21 đài kiểm soát không lưu đặt tại 21 sân bay. Công tác điều hành quản lý các hoạt động bay phải được tổ chức hết sức chặt chẽ, khoa học theo từng giai đoạn của chuyến bay, từ khi tàu bay nổ máy, lăn ra đường băng, cất cánh lên không trung, bay qua các vùng thông báo bay, vào khu vực tiếp cận của sân bay, hạ cánh và lăn vào bến đỗ. Như vậy, mỗi máy bay từ lúc cất cánh đến khi hạ cánh hoặc từ khi vào đến khi ra khỏi vùng trời Việt Nam đều được theo dõi, kiểm soát và quản lý liên tục, chặt chẽ. Nằm ở vùng trung tâm của khu vực Đông Nam Á, hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát Đường dài ACC Hà Nội không chỉ có khả năng quản lý toàn bộ hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay của Việt Nam, mà còn có thể giám sát cả một vùng rộng lớn của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. ACC Hà Nội đã được đầu tư với những hệ thống trang thiết bị kỹ thuật rất hiện đại, với công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay trên thế giới. Ở châu Âu, các lực lượng kiểm soát viên không lưu có những phương tiện công cụ như thế nào, thì tại ở ACC này, chúng tôi cũng có được những công cụ đó. ACC Hà Nội được đưa vào hoạt động tháng 1 năm 2015 với một hệ thống dự phòng sẵn sàng thay thế, đảm nhiệm việc điều hành cho Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh khi có tình huống xảy ra. So với vùng thông báo bay Hà Nội, thì vùng thông báo bay Hồ Chí Minh có mật độ giao thông hàng không cả trong nước và quốc tế cao hơn khá nhiều. Đặc biệt, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất những năm gần đây luôn trong tình trạng quá tải, đòi hỏi phải liên tục có những giải pháp ứng phó khi máy bay về quá đông. Chúng tôi sẽ tạo được một cái luồng không lưu từ xa theo thứ tự để vào tiếp cận hạ cánh. Thứ hai, nếu mà đông nữa thì chúng tôi sẽ có cái phương án là cho máy bay chờ tại các vị trí chờ từ xa như Buôn Mê Thuột, Phan Thiết, hoặc nếu mà máy bay mà về đông nữa thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân cho máy bay chờ các vị trí giáp ranh giữa ranh giới của kiểm soát viên của kiểm soát đường dài và kiểm soát tiếp cận. Nhìn vào kết quả hoạt động từ năm 2010 đến nay, số lượng chuyến bay tăng liên tục. Những kỷ lục mới lần lượt được thiết lập, 600.000, 700.000, rồi 800.000 chuyến bay một năm. Đến nay, Việt Nam đã vượt Singapore về sản lượng điều hành bay. Chúng tôi áp dụng một loạt các biện pháp, từ điều chỉnh tổ chức lại vùng trời, điều chỉnh lại các hệ thống đường hàng không,
sẽ có thêm các cái nhiều các đường hàng không mà bay thẳng hơn và không bị chồng lấn, không bị cắt chéo, các phương thức bay tiên tiến hiện đại nhất đưa vào áp dụng. Các phương tiện kỹ thuật cả trên máy bay và dưới mặt đất ngày càng hiện đại đã giúp cho ngành quản lý bay có thể áp dụng các phương thức dẫn đường mới có độ chính xác cao. Từ đó, giảm được phân cách giữa các tàu bay, tăng năng lực thông qua cho vùng trời. Hai đầu sân bay mà bận rộn nhất là Nội Bài và Thành phố Hồ Chí Minh, mình đã xây dựng được một số đường bay liên xuống mà theo thuật ngữ chuyên môn bọn tôi gọi là ANF arrival và ANF departure. Thì cái đó cũng thực sự cái đấy là cũng là những phương thức dẫn đường hiện đại giúp cho không lưu và người lái được mình tăng cường được cái lưu lượng máy bay lên xuống được nhiều hơn. Và thực sự thì với kỹ thuật hiện đại và các phương thức lên xuống thì mình cũng không khác gì mấy so với các sân bay quốc tế. Tổ chức phân chia lại vùng trời, xây dựng đường hàng không song song một chiều trục Bắc Nam, áp dụng phương thức điều hành bay đi đến tiên tiến, phối hợp chặt chẽ với quân chủng phòng không không quân để sử dụng bầu trời một cách hiệu quả. Hàng loạt các giải pháp đã được vận dụng và kết quả là năng lực điều hành bay tăng lên rõ rệt, đáp ứng nhu cầu thực tế. Điển hình là trong đợt cao điểm Tết Mậu Tuất vừa qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã đáp ứng được trên 800 chuyến bay một ngày, cao điểm lên tới 44 chuyến cất hạ cánh trong một giờ. Một số chuyên gia quốc tế người ta cũng đánh giá là cái trình độ điều hành quản lý của chúng ta rất là cao, và chúng ta có nhiều giải pháp để làm sao với cái cơ sở hạ tầng hiện nay, như thứ nhất là nó hạn chế, nhưng mà chúng ta đảm bảo được một cái lượng tàu bay cất hạ cánh và một cái giai đoạn dài để phục vụ rất tốt cho hành khách. Và điều đáng mừng là những cái hãng hàng không lớn của thế giới thì đều tham gia hoạt động bay ở Việt Nam, và thậm chí là kể cả những sân bay hiện nay chúng ta hết sức là quá tải nhưng mà người ta vẫn đến. Thì tôi nghĩ rằng cái niềm tin của quốc tế đối với ngành, đối với tổng công ty quản lý bay đó, là cái vô giá. Việt Nam have one of the best strategic location. Việt Nam có một trong những vị trí chiến lược quan trọng nhất, và tổng công ty quản lý bay Việt Nam có thể trở thành một trong những mắt xích chính trong mạng lưới giao thông quốc tế tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, và cũng đóng vai trò quan trọng đối với giao thông giữa khu vực này với châu Âu, bởi vì như chúng ta có thể thấy, Việt Nam nằm ngay ở vị trí trung gian của ba châu lục. Có 34 năm trong nghề, trải qua các vị trí cơ trưởng, rồi trưởng đoàn bay 919, bay khắp nơi trên thế giới, và nay là một cán bộ lãnh đạo của Vietnam Airlines, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đã chứng kiến cả quá trình phát triển của ngành quản lý bay. Ngành quản lý bay của Việt Nam, chúng ta trong một thời gian rất ngắn, chúng ta đã đạt được những thành tựu có thể là sánh ngang với các quốc tế cũng như các châu lục. Điều đó được thể hiện ở cái sự điều hành linh hoạt, điều hành chính xác, nhưng đã điều hành an toàn tuyệt đối, nhưng lại mang lại hiệu quả rất lớn cho khách hàng, đặc biệt là các hãng hàng không bay đi và bay đến Việt Nam, trong đó có Vietnam Airlines. Không chỉ Nội Bài, Tân Sơn Nhất, mà tại nhiều sân bay khác, mật độ bay cũng đang tăng nhanh. Nằm kề bên thành phố du lịch Nha Trang, sân bay Cam Ranh đang dần trở thành sân bay nhộn nhịp nhất nhì khu vực miền Trung. Đây là nơi được đánh giá là có hoạt động bay phức tạp nhất cả nước. Ngoài cái việc tăng trưởng mạnh của hàng không dân dụng thì là còn có cái việc huấn luyện quân sự của hai đơn vị quân đội vào 6 ngày trong tuần, là từ thứ hai đến thứ bảy, với của lữ đoàn 954 thuộc quân chủng hải quân và trung đoàn 920 thuộc trường sĩ quan không quân, quân chủng phòng không quân. Hai đơn vị của hải quân và không quân lại có nhiều loại tàu bay khác nhau, sử dụng các phương thức bay khác nhau, nên việc hiệp đồng giữa các bên khá phức tạp. Làm sao phải phối hợp hài hòa việc cất hạ cánh của máy bay dân dụng và thu thả máy bay quân sự? Điểm phức tạp nhất ở đây là sân bay hỗn hợp, mà sân bay quốc tế, và
Chúng tôi là đơn vị 920, là đơn vị đào tạo học viên phi công cho quân chủng và không quân. Trên cái hoạt động bay của chúng tôi là hàng ngày hoạt động bay với cường độ cao. Số lần chuyến cất hạ cánh như hôm nay, các bạn thấy là số lần cất hạ cánh chúng tôi trên dưới 100 lần cất hạ cánh. Không chỉ tại Cam Ranh, hoạt động bay huấn luyện, diễn tập, bay bảo vệ chủ quyền, bay vận tải, bay cứu hộ, vân vân của không quân, hải quân đang diễn ra khắp vùng trời Việt Nam. Việc sử dụng chung bầu trời, đường bay với hàng không dân dụng đòi hỏi hai bên phải phối hợp hiệp đồng chặt chẽ. Bộ Tư lệnh Quân chủng Không quân cũng như lãnh đạo Tổng Công ty Quản lý bay đã thường xuyên chỉ đạo cho cơ quan chức năng tham mưu đề xuất về các nhiệm vụ như là tổ chức khai thác sử dụng hiệu quả vùng trời, thiết lập và hiệu chỉnh các cái đường bay hàng không, cũng như là biên soạn bổ sung các quy chế các sân bay, các phương thức bay, cũng như là chia sẻ dữ liệu, kết nối radar. Với 8 triệu chuyến bay an toàn, liên tục trong nhiều năm, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam là đơn vị dẫn đầu ngành hàng không về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tổng thu điều hành bay đạt gần 45.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 23.000 tỷ. Những năm qua, Tổng Công ty Quản lý bay đã không ngừng đầu tư các hệ thống trang thiết bị thông tin liên lạc, dẫn đường, giám sát với công nghệ tiên tiến hiện đại, đảm bảo bao phủ toàn bộ vùng trời trách nhiệm của Việt Nam. Tất cả đều đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định của ICAO. Rất nhiều thiết bị trong số đó do chính các đơn vị của Tổng Công ty nghiên cứu sản xuất, không chỉ phục vụ ngành quản lý bay trong nước mà còn xuất khẩu. Chúng tôi đã triển khai hệ thống, lắp đặt các hệ thống thiết bị dẫn đường Vodimi ở trên 11 nước. Ở trong châu Á của chúng ta thì có Campuchia, Hàn Quốc, Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar. Thế còn ở khu vực Nam Mỹ thì có một số quốc gia đã thực hiện, và đặc biệt là ở châu Phi, là cục Kenya, chúng tôi triển khai 8 hệ thống thiết bị ở tại Kenya và thêm 3 hệ thống cho Bộ Quốc phòng Kenya. Thì tất cả những cái việc đó thì nó tạo dựng nên một cái năng lực mà được công nhận ở trên thị trường quốc tế. Với năng lực vượt trội, không chỉ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về độ chính xác, an toàn cho hoạt động quản lý bay của Việt Nam, Tổng Công ty còn chia sẻ dữ liệu giám sát tự động cho cơ quan quản lý bay Singapore sử dụng. Cùng với dịch vụ không lưu và thông tin dẫn đường, giám sát, trong những năm qua, thông báo tin tức hàng không, khí tượng hàng không và tìm kiếm cứu nạn hàng không là những dịch vụ cơ bản, thiết yếu mà ngành quản lý bay đã đảm nhiệm rất tốt, hỗ trợ đầy đủ cho hoạt động bay và điều hành bay trong vùng trách nhiệm. Trung tâm thông báo tin tức hàng không là nơi cung cấp hàng trăm điện văn thông báo tin tức mỗi ngày đến 70 thiết bị đầu cuối lắp đặt tại 21 sân bay. Trung tâm cũng là nơi thiết kế các loại bản đồ, đường bay, phương thức bay. Trung tâm cảnh báo thời tiết đặt tại khu vực Gia Lâm và 3 trung tâm khí tượng đặt tại 3 sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất được trang bị đầy đủ từ các trạm quan trắc radar thời tiết đến các hệ thống thu nhận, phân tích sản phẩm khí tượng toàn cầu và hợp tác trao đổi dữ liệu với cơ quan khí tượng các nước tiên tiến. Nhờ đó, mọi diễn biến thời tiết trên đường bay và tại các sân bay được theo dõi chặt chẽ, liên tục, cung cấp đầy đủ, kịp thời, độ tin cậy cao, đặc biệt là các thông tin cảnh báo thời tiết xấu và diễn biến phức tạp, góp phần đảm bảo phục vụ bay an toàn. Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Trung tâm Tìm kiếm Cứu nạn Khẩn nguy Quốc gia, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng không là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành, các địa phương liên quan để khai thác và sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, đảm bảo cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không.
Tổng công ty thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập tìm kiếm cứu nạn hàng không trên các địa hình khác nhau, cả ở đồng bằng, rừng núi và trên biển, để sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra. Sản phẩm của Tổng công ty quản lý bay là sản phẩm đặc thù và không cho phép có thứ phẩm, máy móc, thiết bị tối tân có thể trang bị được trong một thời gian ngắn. Nhưng con người đủ trình độ khai thác, vận hành thì lại không thể có trong ngày 1, ngày 2. Tổng công ty đã thành lập Trung tâm Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay để thực hiện công tác huấn luyện tại chỗ, huấn luyện nâng cao cho các lực lượng trong dây chuyền cung cấp dịch vụ. Hợp tác với cơ sở đào tạo của các nước có ngành hàng không phát triển tiên tiến, mời giáo viên đến Việt Nam giảng dạy hoặc cử nhân viên sang nước bạn học, và đặc biệt là thực hiện chương trình đào tạo kiểm soát viên không lưu theo hình thức xã hội hóa. Để đảm đương được tất cả các vị trí làm việc thì kiểm soát viên không lưu phải mất 7 đến 10 năm. Thành thạo như vậy nhưng họ vẫn phải tập trung cao độ, đặc biệt trong những lúc có tình huống phức tạp. Kiểm soát không lưu cũng tương tự như là một cảnh sát giao thông ở dưới mặt đất. Tuy nhiên xe ở dưới đất thì có thể dừng chờ, nhưng mà máy bay ở trên trời thì vẫn cứ bay. Cho nên là kiểm soát không lưu có thể là phải suy nghĩ trong tích tắc và phải giải quyết công việc. Nó nặng đếm vào một giây, hai giây chứ không phải là phút nữa. Cần một cái độ phản xạ và một cái độ nhanh nhạy rất là cao. Năm 2017, ngành quản lý bay đã điều hành hơn 800.000 chuyến bay an toàn. Sắp tới, sân bay Tân Sơn Nhất được mở rộng, sân bay Long Thành được xây dựng. Những sân bay lớn quan trọng như Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Cam Ranh được nâng cấp mở rộng. Các đường bay mới được mở thêm thì áp lực điều hành bay trong tương lai gần sẽ rất lớn. Cùng với sự tăng trưởng của lượng khách du lịch đến với Việt Nam, chúng tôi cũng có chiến lược mở rộng khai thác tới các điểm đến khác trong nước, bên cạnh các thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh như là Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, các thành phố có tiềm năng tốt về du lịch. Hiện nay, năng lực điều hành của Tổng công ty quản lý bay Việt Nam nói riêng và của ngành hàng không Việt Nam nói chung có thể đảm đương được là trên 1 triệu chuyến bay một năm rồi. Và chúng tôi đã có kế hoạch là đầu tư các trang thiết bị, đổi mới công nghệ và cũng như có các cái giải pháp toàn diện để đảm bảo chúng ta đáp ứng được yêu cầu điều hành bay đến năm 2030 là từ 2 triệu đến 3 triệu chuyến bay một năm. Để đáp ứng được tốc độ tăng trưởng như dự báo trong điều kiện nhiều yếu tố về khai thác, vận hành đang dần tiến đến các giới hạn, Tổng công ty quản lý bay Việt Nam đã đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp, quyết liệt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng đặc biệt vào việc đầu tư các trang thiết bị, công nghệ điều hành bay và phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo đạt trình độ tiên tiến trên thế giới. Hiện giờ, tổng công ty đang triển khai đầu tư 5 trạm radar, trong đó có 3 trạm radar thứ cấp và 2 trạm radar cả sơ cấp lẫn thứ cấp. Đang đầu tư mới cái AIC Hồ Chí Minh để thay thế AIC Hồ Chí Minh cũ đã được đầu tư hơn chục năm nay, và các cái trang thiết bị cho các cái đài kiểm soát không lưu cũng như là đầu tư mới hai đài kiểm soát không lưu mới, đó là đài kiểm soát không lưu Chu Lai, đài kiểm soát không lưu Đà Nẵng. Một trong số các giải pháp tăng năng lực điều hành là quản lý tốt luồng không lưu. Hiện nay, Tổng công ty quản lý bay đang phối hợp với MITRE Hoa Kỳ, một trong những tổ chức có kinh nghiệm hàng đầu về phát triển luồng không lưu, để thực hiện dự án xây dựng kế hoạch tổng thể về quản lý luồng không lưu tại Việt Nam. Mật độ bay cao và sẽ còn tăng trưởng trong hàng chục năm tới. Tính chất các hoạt động bay cũng ngày càng phức tạp, với các hoạt động bay dân dụng, quân sự, các hoạt động bay tầm thấp như bay phục vụ du lịch, dịch vụ, phục vụ nông nghiệp, cứu hỏa, vân vân. Thì cái vấn đề đấy đặt ra cũng rất nhiều thách thức đối với ngành hàng không nói chung và đối với ngành quản lý bay. Và chúng tôi thì với cái kế hoạch về đầu tư trang thiết bị, kế hoạch đầu tư cho con người,
thì chúng tôi tin tưởng rằng là đối với Việt Nam chúng ta cũng như là đối với Tổng Công ty Quản lý Bay thì chúng ta hoàn toàn có thể đáp ứng được các cái yêu cầu về tăng trưởng cũng như những cái thách thức trong tương lai. Tôi nghĩ mặc dù là rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức, nhưng mà với sự đoàn kết thống nhất hiện nay và cũng kỷ niệm 25 năm chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì tôi có niềm tin là trong giai đoạn sắp tới, Tổng Công ty Quản lý Bay sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với Đảng và Nhà nước như là trong 25 năm qua chúng ta đã thực hiện. 25 năm qua, từ một đơn vị có các cơ sở, hệ thống, trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, hiện nay, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã là một trong những đơn vị cung ứng dịch vụ, bảo đảm hoạt động bay có quy mô và trình độ tiên tiến trong khu vực. Từ một sản lượng điều hành bay hết sức khiêm tốn, ngày chỉ vài trăm chuyến, đến nay, Tổng Công ty đã có thể điều hành gần 3.000 chuyến một ngày. Từ hơn 130.000 chuyến bay năm 1993 đến năm 2017 đã điều hành lên tới trên 800.000 chuyến. Từ một đơn vị chỉ có vài trăm người, nhưng hiện nay Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam đã thành một doanh nghiệp hạng đặc biệt của nhà nước và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển chính trị, kinh tế, xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng an ninh của Tổ quốc. Xứng đáng với danh hiệu đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đã được nhà nước trao tặng.